Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng sang, kiểu dáng dài, không gian ngồi rộng rãi, tính năng công nghệ an toàn, bảo vệ người dùng rất là nhiều. Chiếc xe BMW 320i phiên bản Luxury Line, sản xuất ở năm 2018, đăng ký lần đầu là 2019, nhập Áo. Có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu kem. Làm bánh với quãng đường là hơn 6 vạn km. Km chuẩn, lốp zin theo xe, sơn zin của chiếc xe nó còn rất là nhiều. Một chủ sử dụng từ mới, cam kết cho anh chị và các bạn là xe không tai nạn, ngập nước, máy móc, keo chỉ còn nguyên zin. Bao check hãng hay bất kỳ gara, bất kỳ theo anh chị và các bạn yêu cầu. Em sẽ đánh xe đến tận nơi, chỗ anh chị và các bạn có thể là kiểm tra, check test lại về chiếc xe em đang cập nhật. Hệ thống gương kính của chiếc xe thì nó trang bị chỉnh điện và có tích hợp báo rẽ. Hệ thống cam 360 được trang bị đầy đủ. Tay nắm cửa được sơn cùng màu với cả màu ngoại thất của chiếc xe. Đây là những tổng thể chi tiết về phần đuôi xe anh chị và các bạn có thể tham quan. Như là cụm ống xả với trang bị ống xả hai bên. Rồi là hệ thống cam lùi. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện. Cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó sẽ không có bề rộng mà nó sẽ có chiều sâu để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Phần cốp này không hề có hiện tượng bị đâm va hay sửa chữa thay thế gì cả. Anh chị và các bạn có thể mang qua hãng hoặc một bên thứ ba để mình có thể check lại xem nhé. Em sẽ quay chi tiết cận cảnh về những cái phần đường chỉ hay là những cái phần mấu nối của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể là nhận biết qua video. Còn thực tế thì mình vẫn phải qua trải nghiệm lái thử, sau đó mình mang vào hãng hoặc một bên thứ ba, mình tin tưởng mình check lại cho nó yên tâm. Đấy, tổng thể chi tiết của chiếc xe ở phía sau. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe để mình cùng đánh giá với em. Với một cái không gian ngồi của chiếc xe xem nó cái độ rộng rãi như thế nào và tiện nghi option của chiếc xe nó ra sao. Đầu tiên thì ta sẽ quan sát về hệ thống keo chỉ. Đó là sau đó đến những cái chi tiết như là hệ thống ốc khóa, cánh cửa. Rồi đến những phần khu vực khấu hao, độ hao mòn, quá trình sử dụng, táp ly của chiếc xe. Sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn tiện nghi như là hệ thống rèm che chắn nắng hai bên cánh cửa, tạo không gian riêng tư cũng như là tránh nắng cho người ngồi phía sau. Loa sẽ sử dụng loa Harman Kardon cho anh chị và các bạn với chất lượng âm thanh tốt nhất. Và ghế ngồi của chiếc xe đây các bác có thể thấy qua, ghế da của xe BIM thì nó rất là bền và mang đến cái sự thoải mái cho người ngồi. Một cái không gian cho 3 người ngồi, 3 tự đầu, hệ thống bệ tì tay, cửa gió điều hòa trung tâm với các phím điều chỉnh nhiệt độ hay là chỉnh gió. Sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa sổ trời, rồi là những cái một cái tiện ích của chiếc xe thì nó mang lại cho người dùng rất nhiều với những phần bọc da và ô cỗ, mang lại cái vẻ sang trọng cho chiếc xe, mở cửa thông minh, đầy đủ những tiện ích. Đây là những cái phần chi tiết cánh lái của chiếc xe anh chị có thể tham quan. Hệ thống lên xuống kính, chỉnh gương, rồi các phím điều chỉnh, khóa cửa trung tâm, mở cửa gập gương. Đây là những phần như con ốc bản lề. Và những cái phần bậc lên xuống của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể thấy nó có chữ Luxury Line. Ghế ngồi thì có chỉnh điện đầy đủ anh chị nhé. Ngoàm cửa hay là những phần ốc bản lề, cánh cửa với cánh sau. Những phần cột kèo gioăng cao su, chất lượng của nó vẫn rất là hoàn hảo. Ghế lái, ghế phụ thì được trang bị loại ghế thể thao, mang lại cho chị và các bạn cái không gian ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Phanh tay điện tử, rồi là các chế độ lái, phím iDrive, cần số. Chi tiết thiết kế được rất lạ mắt, màn hình giải trí kích thước lớn, độ phân giải cao giúp cho anh chị và các bạn có nhiều trải nghiệm hơn. Và những phần bọc da ô cỗ đều là chất liệu cao cấp, vô lăng có lưỡi chuyển số. Rồi là hệ thống cụm đồng hồ hiển thị thông tin điện tử với các thông số rất là rõ ràng, sắc nét cho anh chị và các bạn. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn đi tham quan về cái khối động cơ của chiếc xe này. Một cái khối động cơ mang lại cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời về hệ thống cảm giác lái cũng như là tính năng vận hành của chiếc xe. Và em cũng xin tổng hợp lại sơ qua thông tin cho anh chị và các bạn cùng tham quan và đánh giá với em. Chiếc BMW 320i sản xuất là năm 2018, đăng ký 2019 bản Luxury Line, nhập Áo, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 1 tỷ 350 triệu.
Giá lại cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên, di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác. Đấy, tổng thể chi tiết về khoang máy của chiếc xe thì em cũng ngắm qua cho anh chị và các bạn để các bác có thể là xem và cân nhắc. Các bác cần xem rõ hơn ở những phần nào trên chiếc xe thì có thể trao đổi trực tiếp với em. Em sẽ gửi đầy đủ rõ ràng thông tin. Máy thì sử dụng máy Twin Power Turbo, cho anh chị và các bạn cái vận hành rất là tuyệt vời và nhiều cảm xúc cung bậc cảm giác lái xe trên cung đường. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.